Hôm nay đồng chí Thao chim cung gáy hay, số điện thoại là 0335305982, 0989177982. Ghi khoảnh khắc trực tiếp của người nhà là chuyên phát triển con bọ ú, con chuột lang này. Các bạn mua giống liên hệ cho bên mình sẽ cung cấp giống ở đây. Đấy. Các bạn làm chuồng như thế này. Đấy. Rất là đẹp, rất là để đều, đẻ liên tục, nuôi bầy đàn đẻ liên tục. Uống nước, ăn cỏ. Đấy. Bên này. Đấy. Các bạn nhìn rất là thích, đẹp chưa? Các loại màu luôn. Đấy. Các bạn nhìn từng chuồng một nhá. Đấy. Cái này nó ăn cỏ các bạn ạ. Đấy. Ăn cỏ uống nước. Đấy. Bên này. Đấy. Đẹp, óng ánh luôn. Đấy. Mình có ghi hình này cho các bạn biết là bên mình có cái con giống. Đấy, con giống. Đây là bọ trôi trôi này. Màu lâu khoang rất đẹp. Đây là những con chửa này. Con này chửa bắt riêng ra này. Đây là những con chửa này. Đấy, to. Chửa lâu khoang. Số điện thoại thì các bạn mua con giống của Thao Chim Cung Gáy là 0335305982 và 0989177982. Xin chân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Em thì em này gửi cả con chuột đi. Đấy, chim cô gái hay gửi con chuột đi. Mỗi một ô này thì em gửi một đôi chuột. Bạn nhìn thấy chuột chưa? Đấy, rất là nhiều chuột luôn. Đấy. Đấy. Đôi hai con. Đấy. Đấy, chuột nha, chuột nhìn rõ chưa? Đấy, người nhận chuột của chúng ta là ai đây? Người nhận chuột của chúng ta là 0963478654, anh chị Trung Trè, Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng. Đó, ngày 24 tháng 9 các bạn nhé. Đấy, mình gửi mỗi một con vào một hộp riêng đấy. Đấy, xe sắp đến rồi. Đấy, đây là chim cu này, đôi này thì là đôi vú đuôi đẻ rồi, đấy, vú đuôi, em đánh dấu hết rồi, đôi nào vào đôi đấy các bác, đấy, xe của em đến đây rồi này, thank you.
Yêu Sao Tiếng Gáy Chim Cu, Gầy Đà Bến Nước Lời Ru Của Bầm, Vườn Chim Cô Gái Miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách.